Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Mình rất vui vì được đồng hành cùng các bạn trong buổi xuống công vô cùng hoành tráng từ nhà sản xuất nhạc cũ nổi tiếng Anh Quốc Gutman với những cây organ và cả piano điện, hướng đến tất cả phong cách chơi nhạc được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Minh Phụng Music. Nào bấm xem video thôi. Theo xe tải đến bãi thôi, và đây cũng là chiếc xe đầu tiên trong đoàn tiến hành xuống công trong chiều nay. Đây là bãi xuống hàng kỳ này. Bãi hàng này ở quận 9 nên anh em sẽ thấy được cảnh quanh bãi. Thời tiết này mà đi tản bộ thì tuyệt vời. Những chiếc xe tải xếp hàng dài đang đợi bắt đầu những chuyến đi đêm. Đội xe đã có mặt. Đây là công hàng lần này, các anh đang dùng kìm cộng lực cắt khóa để mở công. Công đang được mở chậm chậm với hàng ngàn cái đàn từ nhà Gutman đa dạng mẫu mã được Minh Phụng Music đem về phục vụ các bạn. Bắt đầu từng xe vào việc, thùng đã được nối cẩn thận để bốc hàng xuống và đem về công ty được dễ dàng. Từng cái đàn đầu tiên được mang xuống lô hàng organ K250. Cái đàn này có khối lượng nhẹ cũng nhiều tính năng vượt trội nên rất phù hợp cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu về organ. Đàn trên công đang vơi dần. Tiếp tục nào các bạn ơi. Tiếp đến là organ K200. Organ dành cho thầy cô và các em học sinh trong việc học tập và giảng dạy. Đàn vẫn tiếp tục từng cây một được rinh từ từ công xuống tải nhỏ. Chiếc xe đầu tiên đã gần đây, chuẩn bị đến chuyến thứ hai thôi. Trời đã khuya nhưng đội ngũ vẫn hăng say với công việc, mau chóng xong chuyến hàng để ngày mới phục vụ khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Chuyến đi này Minh Phụng Music không chỉ mang organ về với anh em mà còn có cả những mẫu piano điện đang được rất nhiều sự phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Đầu tiên là KS1 Bluetooth, cây piano điện giá hợp lý, hợp với mọi không gian cùng thư viện âm nhạc đa dạng. Tiếp đến là piano KS3, cây piano với chất lượng âm thanh cực tốt cùng bàn phím cảm ứng lực nhấn và thiết kế vân gỗ đẹp mắt. Cuối cùng chính là cây piano điện mới nhất được nhà Gutman tung ra thị trường trong năm nay, KS7S Bluetooth. Ngoài mức giá cạnh tranh, tích hợp nhiều tính năng hiện đại được yêu thích từ khách hàng dành cho nhà Gutman thì mới đi Bluetooth trên đàn là điểm cộng vô cùng lớn mà hãng đã dành tặng khách hàng. Buổi xuống công đã hoàn tất. Rất vui vì hôm nay tụi mình được mang đến cho anh em một video xuống hàng trong ngày để phục vụ mọi người, đồng thời để khách hàng có thể hiểu hơn về công việc cũng như quy trình làm việc đầy nhiệt huyết của team. Trời đã khuya, về thôi mọi người ơi. Vì clip có thời lượng hơi dài nên mình hẹn anh em vào lần sau theo chân team mang đàn về showroom trong tập kỳ tới nha. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.